Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. À, rất vui khi được quay trở lại với các bạn ở video tiếp theo. Rồi, à, tiếp tục với những hướng dẫn hay ở trên điện thoại. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn một cái hướng dẫn ở trên Messenger. À, thường thường các bạn hay gửi những cái tin nhắn Messenger cho bạn bè, người thân mà gặp trục trặc vấn đề, ví dụ như là không gửi được hoặc là báo chấm than hoặc là báo lỗi không gửi được. Nói chung là à, vấn đề chung là không gửi được ở trên tin nhắn ở trên Messenger. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục uh, cơ bản khi các bạn gặp cái lỗi này. Rồi, những bạn nào mà gặp thì các bạn hãy theo dõi video. Và trong quá trình theo dõi, các bạn nếu thấy video của mình hướng dẫn hay, hữu ích thì các bạn đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Và chia sẻ cho bạn bè, tất cả bạn bè được biết cái cách này của mình nhé. Ok, và bây giờ thì cùng mình hướng dẫn trong cái phần uh, uh, tiếp tục này nhé ok thì à, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục cái cách đầu tiên này nhé. Cái cách này thì rất là cơ bản rồi à, các bạn có thể áp dụng chung cho tất cả những cái cách mà các bạn gặp phải những cái lỗi ở trên điện thoại nhé đó là các bạn hãy à, đầu tiên khi gửi không được trên tin nhắn Messenger các bạn hãy khởi động lại cho mình nhé các bạn hãy khởi động cái thiết bị lại cho mình tức là cái reset lại máy ấy rồi à, thì cái cách này thì sẽ giúp cho cái máy của các bạn nó sẽ loại bỏ những cái bộ nhớ thừa cũng như là những cái phần mềm xúc đột với cái ứng dụng messenger của các bạn thì giúp cho khởi động lại toàn bộ gần như kiểu là làm mới luôn đó thì các bạn hãy thử lại cho mình cách này thì mình cũng không uh, hướng dẫn nhiều bởi vì uh, các bạn cũng dùng điện thoại nào thì các bạn thường thường là cái nút reset cái nút khởi động lại nó ở bên là cái nút nguồn rồi các bạn nhấn nhấn giữ khoảng hai ba giây thì nó sẽ hiển thị ra thôi đó thì các bạn hãy đi vào cái cách khắc phục đầu tiên đó cho mình nhé. cơ bản nhất thì các bạn lưu ý tất cả các lỗi các bạn đều thực hiện như vậy khắc phục trước nhé. sau đó thì các bạn mới đi đến cái cách khắc phục tiếp theo. ok, sau đây là cách thứ hai các bạn chú ý theo dõi nhé. cách thứ hai này thì các bạn hãy vào cho mình phần cài đặt chung của máy này. đó, vào phần cài đặt chung và các bạn chọn đến cái mục là ứng dụng nhé. À, các bạn chọn đến mục ứng dụng. cách này thì à, gần như kiểu mình cũng nói là cũng là cái cách chung tiếp theo cho các bạn gặp những cái lỗi nhé. Các bạn chọn vào phần quản lý ứng dụng này, rồi và trong cái phần này các bạn hãy tìm cho mình. Đây, các bạn đợi một chút, nó loát hết cái ứng dụng nhá. Và các bạn tìm đến cho mình cái ứng dụng là Messenger cho mình nhá. Đây, Messenger này, Đấy, Messenger. Đây. À, các bạn hãy à, xóa cho mình cái bộ nhớ đệm đi. Đấy, xóa bộ nhớ đệm đi. Các bạn sẽ chọn cho mình cái bộ nhớ đệm này. Đó thì nó cũng giống như cái chức năng nó cũng gần như giống như cái mục là các bạn reset lại máy ấy đó thì giúp cho những cái bộ nhớ đệm những cái bộ nhớ thừa nó quá tải thì dẫn tình trạng các bạn gửi những cái thông tin những cái tập tin ở trên messenger đi thì nó sẽ không được nhé nó đầy quá thì nó sẽ gửi là báo không thành công đó các bạn chọn ok cho mình nhé rồi sau khi các bạn chọn này xong mà nó vẫn không được các bạn hãy à, thực hiện cho mình cái bước à, tiếp theo bước thứ gọi là bước thứ ba các bạn nhé. Thôi các bạn cũng vào trong một cái thông tin à, mục ứng dụng này. các bạn chọn messenger và như thế này nhé. các bạn hãy gỡ cho mình cái ứng dụng này đi. các bạn chọn gỡ cài đặt này. đó. thì khi các bạn chọn cái phần gỡ cài đặt này à, thì máy sẽ báo là gỡ cài đặt sẽ xóa tất cả dữ liệu ứng dụng. đó. thì các bạn chọn ok nhé. ở đây thì mình sẽ không gỡ nhé. bởi vì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tiếp theo nữa. rồi à, các bạn hãy gỡ. sau đó thì các bạn hãy vào cái phần cửa hàng những kho ứng dụng các bạn tải lại cho mình cái ứng dụng đó nhé tức là cài đặt lại nó cũng là một cái uh, cách để cái ứng dụng đó uh, xóa hết nói chung là gỡ tất cả những cái phần nó xung đột và cài lại thôi đấy ba cách này thì mình hướng dẫn nó gần như kiểu chức năng nó gần như nhau nhé rồi ok còn bây giờ thì các bạn sẽ vào cho mình cái ứng dụng messenger này mình lấy ví dụ như một trường hợp mà các bạn gửi cho bạn bè uh, không được ví dụ như ở đây thì mình đây là cái này nick này của mình thì đang gửi được ok bình thường nhá đây ví dụ mình gửi như này mà nó báo chấm than hoặc là các bạn nhìn thấy báo chấm than ở cái, cái nút gửi tin nhắn này nó báo không được ấy thì các bạn thực hiện cho mình như sau đó các bạn thực hiện cách tiếp theo các bạn sẽ trở ra này và các bạn vào cho mình cái biểu tượng avatar của các bạn nhé này các bạn vào biểu tượng avatar của các bạn các bạn kéo lên cho mình các bạn kéo lên cho mình đến cái mục là đây báo cáo sự cố kỹ thuật ok nhé trong cái mục cài đặt tài khoản này, các bạn chọn vào báo cáo sự cố kỹ thuật. Đến đây thì các bạn chọn tiếp tục là báo cáo sự cố này. Đó. Và các bạn chọn đưa vào. Ok. Đây thì ngay lập tức thì nó sẽ cái ở trên cái phần báo cáo sự cố này đưa cho các bạn đến cái giao diện là gửi cho bộ phận uh, support của Facebook thì nó ở đây thì cái phần này các bạn đọc là hãy giải thích ngắn gọn điệp xảy ra và các bước chúng tôi cần thực hiện để tái tạo sự cố. Thì ở đây các bạn sẽ gửi ngắn gọn như sau. Tôi là hiện tại đi. Hiện tại này. Tôi không gửi được. Đấy không gửi được này. Được này. Tin nhắn này. Đấy. Tin nhắn này. Messenger. Đấy. Đấy. Mong. À... Facebook này, đấy. Hỗ trợ tôi. Hỗ trợ cho tôi đi, đấy. Rồi, đến cái phần này thì các bạn hãy chú ý cho mình, các bạn phải quay trở lại cái bước mà các bạn không gửi được tin nhắn nhá. Các bạn chụp lại cái bức ảnh nhá. Ví dụ như mình đã chụp ví dụ cho các bạn một cái đây. Thì các bạn hãy chọn cho mình một cái bức ảnh các bạn chụp màn hình lại cái bước đó nhá. Đây. Ví dụ như mình đây mình đã gửi ví dụ cái bức ảnh này chẳng hạn. Các bạn xóa cái này đi đấy thì đây là cái bức ảnh hiển thị cái phần chấm than nhé đó sau khi các bạn sẽ gửi đi xong ấy thì các bạn hãy chọn cho mình là nút gửi đi này. đấy các bạn chọn gửi cái nút gửi ở à, trên góc phải màn hình này nhé đấy bởi vì mình không à, không 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 à, gửi nên là các bạn à, gửi theo như mình nhé à, hướng dẫn ở đây đó các bạn chọn gửi đi và nó sẽ có một cái câu thông báo là các bạn sẽ đợi đó ok nhé đấy là cái bước à, hướng dẫn tiếp theo của mình rồi cái bước tiếp theo À, sau khi các bạn gửi báo cáo sự cố xong thì các bạn hãy đến cho mình cái bước tiếp theo nữa ví dụ như các bạn cái bước đó vẫn không được nhá hoặc là các bạn dùng cái bước báo cáo sự cố này là cái bước cuối cùng nhá để các bạn um, tham khảo đây cái bước tiếp theo là à, ví dụ như bạn vẫn không gửi được thì các bạn hãy nhờ cái bạn này này chẳng hạn đây nhờ cái bạn này không gửi được ấy à, bạn đó sẽ gửi tin nhắn cho mình trước nhá đấy gửi tin nhắn cho mình trước Đấy, bây giờ mình gửi đi cho bạn này không được rồi thì các bạn hãy dùng ví dụ như lấy số điện thoại di động ấy các bạn nhờ bạn này là gửi lại cho mình xem có nhận được không mình có nhận được không nhé Nếu nhận được thì là ok đó rồi tiếp theo nữa thì các bạn hãy trở ra rồi tiếp theo à, các bạn hãy tạo cho mình một cái nhóm chat Ví dụ như bạn không gửi được tin nhắn cho bạn này chẳng hạn nhé đó mình ví dụ như này đó thì các bạn hãy chọn cho mình vào cái avatar của bạn đó các bạn hãy tạo cho mình một cái nhóm chat riêng nhé đây tạo nhóm chat với này này với tên này này các bạn nhìn chưa các bạn chọn vào mục là tạo nhóm chat với đó thì các bạn hãy thêm cho mình cái phần nhóm chat ở đây vào các bạn hãy thêm vào nhé đấy các bạn hãy chọn ok vào đấy. ví dụ các bạn chọn một người nữa chẳng hạn này các bạn chọn một người nữa bạn này nữa chẳng hạn nhé đó thì các bạn hãy chọn cho mình là ok đấy đó khi các bạn tạo nhóm chat với bạn à, mà các bạn không gửi được tin nhắn với một người đó một người nữa thì các bạn hãy gửi cho mình một tin nhắn này chẳng hạn các bạn hãy gửi cho mình một tin nhắn đó gửi trong nhóm này nhé đấy đấy hai các thứ này đấy các bạn gửi này rồi sau khi các bạn gửi cái nhóm chat này mà gửi được thành công như thế này nhé các bạn hãy quay trở lại cái người mà các bạn cái bạn mà các bạn không gửi được tin nhắn ấy đó các bạn hãy thử lại cho mình nhé xem đã gửi được chưa đó nếu gửi được thì là ok đó thì các bạn khắc phục bằng những cái cách đó cho mình đấy thì những cái cách nhỏ nhỏ thì các bạn hãy lưu ý cho mình à, các bạn à, làm theo thử làm theo các bước của mình hướng dẫn xem có ok không nhé đó thì mình cũng đã thử từng thử một trong số cách đó thì cũng đã thành công bởi vì à, mình nhớ là mình lâu lắm rồi đó, lâu rất là lâu rồi mình cũng gặp phải tình trạng này thì mình thử như thế thì là ok nhé đấy trừ trường hợp là người kia chặn thì chịu rồi các bạn nhé trừ trường hợp người kia chặn được thì chịu không gửi được thì các bạn phải chịu thôi. Đó, còn những các bạn nếu mà vẫn đang bình thường, đang là bạn bè bình thường ấy thì các bạn gửi không được thì các bạn hãy thử cho mình như thế nhá. Đó. Còn trên iPhone thì các bạn à, khắc phục thì bạn nào iPhone ấy thì các bạn hãy gỡ cài đặt ra nhá, gỡ cài đặt ra và các bạn thử cài đặt lại cái app Messenger như mình hướng dẫn ở trên bước đầu tiên nhá. Đó. Rồi thì trên đây là những cái cách cơ bản để các bạn khắc phục cái tình trạng là không gửi được tin nhắn ở trên Messenger. Đó thì các bạn thực hiện theo cách của mình mà thấy hay, thấy hiệu quả thì các bạn uh, cho mình một like nhé. Và chia sẻ cho bạn bè được biết và để lại ý kiến đóng góp của các bạn ở phía dưới video nhé. Rồi xin chào các bạn. Ok, trên đây thì mình cũng vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách uh, khắc phục cái tình trạng là không gửi được tin nhắn ở trên Messenger. Một cách cơ bản thôi đó thì các bạn thực hiện theo các bước mình hướng dẫn, à, các bạn thấy thành công và hay thì nhớ ủng hộ mình à, like đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những thông báo mới nhất nhé. Bởi vì trên đây là những cái cách mà mình hướng dẫn cơ bản thì mình nghĩ là à, nếu bạn nào mà thực hiện à, chưa được hoặc là vẫn còn bị lỗi thì các bạn có thể à, hết sức thông cảm bởi vì mình cũng à, biết tới đâu thì mình chia sẻ cho các bạn tới đó thôi. Đấy, thì bạn nào mà vẫn gặp thì các bạn hãy để lại cho mình cái phía bình luận video, cái phần bình luận trong cái ý kiến của các bạn trong phần bình luận của video nhé. Đó, thì mình sẽ cố gắng tìm cách hỗ trợ các bạn thêm và à, giúp cho các bạn khắc phục để, để cái tình trạng này. Tối còn bạn nào mà thực hiện thành công thì các bạn à, nhớ cho mình à, nút à, like video nhé và cũng phản hồi dưới phần bình luận cho mình. Đó, rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn lần sau nhé.